Tử Vi tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, năm 2021 Tân Sửu. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người sinh năm Đinh Mùi là những người sống vì tập thể, luôn có tinh thần trách nhiệm cao với mọi người xung quanh. Tuổi Mùi mệnh thủy có nhiều nguyên tắc sống, vì thế mọi người xung quanh thường hiểu lầm rằng họ là những người lạnh lùng, nghiêm khắc. Thật ra, nếu tiếp xúc nhiều, bạn sẽ thấy những người này rất vui tính và hái hước. Vừa kết thúc một năm dịch bệnh và bị thái tuế, sang năm 2021, cứ ngỡ sẽ bước sang một trang mới. Nhưng điều đấy có lẽ hoàn toàn sai với tuổi Đinh Mùi. Sang năm 2021, tuổi Đinh Mùi lại bị thái tuế bủa vây, khiến mọi thứ của con giáp dù ở độ tuổi trung niên đều trở nên bế tắc, khó khăn chồng chất, dần đi vào ngõ cụt và không có lối thoát. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Đinh Mùi có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Đinh Mùi thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh trong năm 2021. Năm 2021 là năm Tân Sửu, tuổi Mùi phạm thái tuế, cho nên mọi thứ đều không đặc biệt tốt, từ sự nghiệp, tài vận, tình cảm cho đến sức khỏe. Trong năm 2021, tuổi Đinh Mùi sẽ bị ảnh hưởng bởi hai hung tinh Lán Can và Đại Hào. Đúng như tên gọi, Lán Can sẽ tạo ra nhiều trở ngại và rắc rối, khiến con đường sự nghiệp của bạn gặp nhiều khó khăn. Đại Hào có tác động đáng kể đến tài lộc của bạn, khiến cho tiền tài hao hụt đội nón ra đi. Bước sang năm 2021, nam giới sinh năm Đinh Mùi đã 54 tuổi, do ảnh hưởng của thái âm nên tổng thể đường tài lộc tương đối ảm đạm. Sự nghiệp năm nay không suôn sẻ, nhưng chuyện rắc rối liên tiếp xảy ra. Tuổi này tốt nhất đừng nảy sinh tâm lý bồng bột, nếu gặp khó khăn thì phải giải quyết kịp thời. Đồng thời, tài lộc tương đối sa sút, thậm chí có thể xảy ra phá sản. Nhớ chăm lo cho sức khỏe của bản thân, cẩn thận kẻo gặp rắc rối. Nữ giới tuổi Mùi sinh năm 1967 sẽ không được hài lòng về mọi mặt phát triển trong năm 2021. Cuộc sống và công việc sẽ có nhiều điều khó khăn, nhất là công việc. Vận trình tình cảm của nữ tuổi Đinh Mùi cũng gặp nhiều gập ghềnh, có mâu thuẫn với chồng của mình, thường xuyên cãi vã vì những chuyện vụn vặt trong gia đình. Gia đình rất bất hòa nên nữ Đinh Mùi phải tốn nhiều tâm sức hơn để giải quyết các vấn đề tình cảm. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Ngoài ra, kim bài thái tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ trong năm 2021. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe của tuổi Đinh Mùi sẽ phải trải qua, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Đinh Mùi qua tất cả các phương diện về mặt sự nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Mùi năm 2021, nam mạng gặp vận hạn, mọi việc trở nên rắc rối, bạn sẽ bị xoay vần, chống đối, sẽ phạm sai lầm vì tính khí nóng nảy của bản thân, bướng bỉnh, làm việc gì cũng khó có kết quả hơn. Tổng quan không suôn sẻ, còn bị kìm nén, năng lực của bạn không được làm việc một cách hiệu quả. Về sự nghiệp, nam giới sinh năm 1967 vẫn mong muốn đạt được thành quả nhất định trong năm 2021, nhưng khó tránh khỏi thiếu sót. Bạn khó tập trung làm việc khi nhìn thấy dãy số hoặc đường cong sẽ có cảm giác hơi choáng váng, nhất là sau khi thức khuya, làm việc hoặc dự tiệc rượu.
Điều này càng khiến bạn thêm mệt mỏi về thể chất và tinh thần. Bạn phải nhìn nhận sự thật rằng bạn đã có tuổi, đừng tranh đua với một chàng trai mới ngoài đôi mươi. Ngoài giờ làm việc bình thường thì bản mệnh nên chú ý nghỉ ngơi, điều chỉnh chế độ ăn uống và luyện tập hợp lý. Ngoài ra, chúng ta cũng nên chú ý hòa đồng với đồng nghiệp, đừng tùy tiện ma cũ bắt nạt ma mới dựa vào thâm niên của bạn. Còn về phần sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi nữ mạng cũng chẳng khấm khá hơn. Bản mệnh gặp khá nhiều vận hạn. Trong khoảng thời gian này, bạn có thể phải nghỉ việc để giải quyết công việc gia đình. Công việc gia đình không thể hoàn thành trong khoảng thời gian quy định sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của công ty, gây họa cho lãnh đạo và các đồng nghiệp khác. Đối với nữ tuổi Mùi làm kinh doanh, khởi nghiệp, gặp phải lực cản lớn trong sự nghiệp, xung quanh sẽ có nhiều đối thủ cùng ngành, xuất hiện một số cạnh tranh ác ý, gây tổn hại nghiêm trọng đến sự nghiệp, thậm chí có nguy cơ phá sản. Trong năm Tân Sửu, tuổi Đinh Mùi phạm phải hạ thái tuế, khiến sự nghiệp và công việc làm ăn đều gặp khó khăn. Để hóa giải vấn đề này, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ bản mệnh trên con đường sự nghiệp, giúp bản mệnh thăng quan, tiến chức trong năm nay. Khi mang theo bên mình hàng ngày sẽ giúp hóa giải thị phi, hóa giải xung khắc giữa các con giáp, tăng cường vận khí và cải mệnh cho tuổi 1967 về mặt tài lộc. Tuổi Đinh Mùi năm 1967, năm 2021 không được thuận lợi về đường tài lộc do tính cách nóng nảy, bướng bỉnh của bản thân. Bạn không nên đầu tư vào các dự án bất động sản, trong mọi việc cũng không nên quá cố chấp, cần lắng nghe ý kiến góp ý của người thân, bạn bè, nếu không bạn sẽ mất nhiều tiền. Bạn cần có một kế hoạch quản lý thu nhập cá nhân, không mua nhiều cổ phiếu rủi ro cao, không mua sắm các đồ vật không cần thiết. Đồng thời, thu nhập có thể không quá nhiều trong năm nay. Bạn có thể phát triển một số công việc kinh doanh bên lề phù hợp theo chuyên môn cá nhân của mình. Nhưng hãy cẩn thận, đừng khoe khoang hay tự kiêu, vì điều đó kẻo sẽ thu hút tiểu nhân ganh ghét. Còn vận trình tài lộc của nữ Đinh Mùi trong năm 2021 không được tốt. Lý do là bạn thường bị mất của cải ngoài ý muốn, như mất tiền trên đường, mất điện thoại di động, gặp trộm cướp. Tóm lại là hao hụt rất nhiều tiền. Ngoài tiền mất tật mang, thu nhập của người phụ nữ tuổi Mùi cũng bị giảm sút rất nhiều. Công việc không ổn định nên lương thưởng sẽ giảm đi. Trong năm nay, áp lực kinh tế càng lớn, chất lượng cuộc sống giảm sút rất nhiều. Nữ tuổi Đinh Mùi không để dành được nhiều của cải nên đừng tập trung đầu tư. Cách tốt nhất là lập kế hoạch tiêu dùng hợp lý. Chỉ cần không tiêu tiền bừa bãi thì cuộc sống mới ổn định. Để có thể kích hoạt tài lộc, mang lại may mắn và tạo nhiều cơ hội hơn, thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ đó chiêu cát lành và tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang theo bên mình, bạn sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ trong quá trình đầu tư, kinh doanh và con đường phát triển sự nghiệp. Về mặt tình cảm, về phương diện tình cảm, nam tuổi Đinh Mùi sẽ bị ảnh hưởng bởi sao Thất Sát. Cuộc sống gia đình không được thuận hòa, mối quan hệ với người thân, bạn bè và hàng xóm tương đối cứng nhắc. Vì bạn sẽ gặp một số khó khăn với hầu hết những mối quan hệ với mọi người xung quanh, nên bạn nên tự nhìn lại bản thân vào lúc này để xem điều gì đã xảy ra. Trước hết, bạn phải kiềm chế những tính khí bạo lực và không nói những lời tổn thương với những người thân thiết của mình. Thứ hai, bạn phải quan tâm đến vợ, trao đổi và giải quyết những vui buồn với nhau. Cuối cùng, chúng ta phải lạc quan và thân thiện với người khác để có thể tiếp tục điều chỉnh mối quan hệ giữa các cá nhân. Còn đối với nữ giới năm Đinh Mùi có sự biến động về mặt tình cảm tương đối lớn, không chỉ quan hệ vợ chồng hờ hững mà quan hệ với con cái, người thân trong gia đình cũng trở nên rất căng thẳng. Tuy nhiên, tuổi Đinh Mùi thường rất hiền hòa trong cuộc sống hàng ngày, nhưng có một điều luôn bị nói. Cộng với tâm lý bất ổn trong thời kỳ mãn kinh, cô ấy luôn nhìn chồng không vừa mắt, mỗi lần cãi nhau lại nói những lời khó nghe, cay nghiệt. Tình cảm vợ chồng trở nên đặc biệt tồi tệ, cộng thêm người phụ nữ sinh năm 1967 luôn muốn can thiệp vào cuộc sống của các con. Điều này chỉ khiến các con cô cảm thấy chán ghét. Vì vậy, muốn một gia đình êm ấm hòa thuận thì phải có những thay đổi từ chính bản thân mình. Năm 2021 vừa gặp phải thái tuế, vừa gặp phải sao xấu khiến mặt tình cảm của bản mệnh đều không có chuyển biến tích cực, còn xảy ra một số mâu thuẫn. Để có thể cải vận tình duyên, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày.
Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt. Về mặt sức khỏe, về phương diện sức khỏe, nam tuổi Đinh Mùi không được tốt cho lắm. Bệnh lớn, bệnh vặt, đan xen lẫn nhau khiến sức khỏe của bạn đi xuống và khiến người thân lo lắng. Chú ý vệ sinh nhà cửa, đồ dùng vào các ngày trong tuần để tránh lây nhiễm vi khuẩn. Vào mùa dịch cúm nên cố gắng đeo khẩu trang khi ra ngoài. Nếu bạn là nhân viên y tế, cần nâng cao ý thức đề phòng an toàn để tránh gặp phải những tranh chấp về y tế, để không khỏi gây ra những hiểm họa rất lớn. Năm nay, bạn có thể mắc các chứng bệnh về dạ dày và đường ruột. Khẩu phần ăn nên nhạt và không quá nhiều dầu mỡ. Nếu ở trong tình trạng tốt, bạn cũng có thể mua một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nhưng không quá mức, điều này sẽ giúp ích cho sức khỏe của bạn. Nữ tuổi Đinh Mùi có vẻ đỡ hơn trong năm. Bản mệnh có lẽ chỉ mắc những bệnh vặt như cảm hoặc sốt vì giao mùa và do sức đề kháng của cơ thể kém. Đồng thời, do tuổi càng cao, nữ giới tuổi Mùi hiển nhiên sẽ thấy thể chất không được tốt, xuất hiện nhiều vấn đề nhỏ như mất ngủ, hay quên, đau thắt lưng và chân. Mặc dù những vấn đề nhỏ này sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng chúng sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và công việc. Bản mệnh nên tập thể dục nhiều hơn, có thể vận động nhiều hơn các môn thể thao ngoài trời. Nếu thời tiết thuận lợi, có thể ra ngoài cùng gia đình để sức khỏe tốt hơn. Trong năm, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục, suy nghĩ tích cực và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến và những lúc bạn không ngờ tới. Ngoài những việc đó, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân. Vòng tay tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi có năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, điện, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, tà ma trong năm. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.